Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của em nhé. Chúc toàn thể anh em có một ngày làm việc thật lâu vui vẻ, đầy sức khỏe, theo đuổi cái niềm đam mê PCP của mình. Thì hôm nay shop phụ kiện lại quay lại cũng rất là lâu rồi, shop em chưa có đăng video. Thì hôm nay tiếp tục lại quay lại giới thiệu anh em về một cái cây condo, condo giá rẻ anh em nhé, condo giá rẻ anh em ạ, chỉ có 5 triệu đồng là anh em có thể sở hữu một cây condo này thôi. 5 triệu anh em nhé, 5 triệu anh em lưu ý, từ trước đến giờ chưa có bao giờ là em bán một cái cây condo nào giá 5 triệu anh em ạ. Đấy, thế nên là anh em tranh thủ cái thời gian này là có cái cây condo giá rất là rẻ để bán cho anh em, phục vụ anh em. 5 triệu đồng một cây condo thôi. Đấy, không có lời lãi nhiều gì cả, bán cho anh em đam mê, cho anh em vui. À, em vui rồi. Đấy. Thì như trên hình anh em đã nhìn thấy thì em có lắp sẵn một cây condo rồi. Đấy, anh em nhìn thì nó cũng không khác gì nhiều với những cái cây condo đắt tiền khác, đúng không? Đấy, nó vẫn như thế thôi. Đấy. Thì cái cây này em đang lắp lên là 5 triệu đồng, 5 triệu đồng bán cho anh em. Đấy. Thì trước khi đi sâu vào sản phẩm, cho phép em được giới thiệu qua về cái hình thức giao dịch và cách mua bán nhé. Thì bên em có hai hình thức giao dịch, một là ship xe, hai là ship bưu điện. Anh em nào có nhu cầu ship theo như nào thì báo bên em sẽ phục vụ anh em nhiệt tình. Đấy. Còn số điện thoại thì bên em chỉ có một số điện thoại trên đây này. Anh em nào nhu cầu cứ alo trực tiếp hoặc là có cả Zalo, anh em kết bạn qua Zalo, em sẽ nhắn tin hoặc là gửi hình ảnh sắc nét cho anh em xem cái condo nó như thế nào. Đấy. Đấy. Và khi anh em mua cây condo này thì anh em nên lưu ý nhá, là anh em mua cả cây, anh em cọc cho em 100.000 để làm sao để làm cái trách nhiệm của anh em nhận hàng cho nó cao cả. Đấy, chứ nhìn rất là nhiều anh em mua hàng xong đầu hàng tới lại lý do này lý do lọ, thế là rất là phiền. Đấy, các bác cũng bảo là uy tín uy tủng đấy, nhưng mà thực ra để nói là uy tín uy tủng thì em không biết. Đấy, toàn quen qua mạng nên là em không biết, còn bên em thì anh em biết rồi, kênh bán hàng của em thì uy tín từ trước đến nay. Còn các bác mới mua hàng thì cứ lên lưu ý, mới mua hàng thì cọc, mua cả cây thì cọc cho em 100.000, còn mua những phụ kiện lẻ chẳng hạn như cành hay khung thì anh em cọc 50-20 để cái trách nhiệm nhận hàng cao cả hơn. Đấy, thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cây condo giá rẻ này nhá. Chỉ có 5 triệu đồng là anh em có thể sở hữu cho mình một cây condo giá rẻ này. Đấy, như trên hình này, như thế này là đã hoàn thiện một cây rồi nhá anh em nhá. Đấy, chỉ cần lắp, anh em chỉ cần về bơm vào và bắn thôi, không còn phải suy nghĩ cái gì nữa cả. Đấy, thì cả cây như này anh em có nhu cầu ráp thì em sẽ ráp hộ anh em phần nào đấy, ví dụ chẳng hạn như những phần khó là phần cò, phần cành thì em sẽ lắp ráp hộ anh em để anh em có thể chơi cho nó ok hơn. Những anh em nào mới chơi thì cũng không phải suy nghĩ về cái việc lắp ráp gì cả. Đấy, còn phần kính, phần van, phần bình thì anh em tự về, anh em tự mày mò, anh em tự lắp ráp. Những cái phần đấy thì rất là đơn giản thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ báo giá công khai từng bộ phận linh kiện nhá. Đấy, từng bộ phận linh kiện thì ở cây này thì tổng cả cây là 5 triệu rồi, còn những cái bộ phận khác thì như combo thì là 1,5 triệu anh em ạ. Combo 1,5 triệu là cái tay cầm nhựa, còn anh em mua tay cầm gỗ này thì vẫn là 1,7 triệu một combo. Đấy, với cái cành lô tha nha em nhé, cành lô tha là 1,2 triệu anh em ạ. Đấy, với cái van là 1 triệu, cái bình là 400, cái giảm là 400 tổng tất cả vào, cái kính là 500 tổng tất cả vào, anh em chỉ bỏ ra 5 triệu đồng là anh em có thể mua được một cái condo như này về anh em bắn thoải mái em nhé. Em vẫn bao cho anh em với cái condo Talon này là 65-70m, 65-70m anh em thử nghĩ xem, nó rất là xa anh em ạ, 65-70m rất là xa nhé. Đấy, cây Talon thì là 65-70m, còn cây condo thẳng dài vẫn bằng giá như thế nhá. Em mà bao cho anh em tầm khoảng 70m, phải 70-75m anh em ạ. Đấy là cái cành lô tha của bên em, là cành lô tha không phải là loại tem vàng, nhưng mà nó cũng là rất là chất lượng. Rất là nhiều anh em đã có phản hồi tích cực về trong kênh của em, thì anh em có thể vào kênh của em tìm những cái bình luận, hay là những cái bình luận em ghim ở trong đấy, hoặc là những cái video em đã test thực tế, anh em tham khảo qua. Đấy, cái cây này thì khi anh em mua về thì nếu mà ship xe thì em sẽ ship cả khẩu vào một thùng
Còn ship bưu điện thì em sẽ tách ra thành 2 đến 3 đơn em ship cho anh em cho nó an toàn. Đấy. Anh em nào có thiện chí thì em sẽ giảm cho 50, 100 hoặc là đôi trăm gì đấy, tùy anh em có thiện chí như thế nào. Đấy. Còn cứ kỳ kèo nhiều là em vẫn bán cứ bằng giá anh em ạ. Đấy. Có ra lộc cho anh em nhé. Đấy. Anh em nhanh tay, mùa dịch này thì em cũng không biết là hàng có lên nữa hay không, nhưng mà hiện tại lúc này em đang bán rẻ như này thì anh em cứ chủ động, anh em gọi cho em, tranh thủ cái lúc này đang rẻ anh em mua đi nhá. Rồi, em xin phép được kết thúc video này đây nhá. Mong em xem video, số một like và đăng ký kênh nhá. Chào anh em nhá.